Rồi anh Tân vô ngồi anh Tân. Chỗ này của anh nè. Đó. Đây ha. Ừ. Chỗ đó nha, đừng qua đây nha. Rồi vô ba. Hai ngồi xíu cho đông đi. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị cùng ăn với ở nhà Khánh ăn bún. Bữa nay là có bún nè, heo chân giò heo chiên giòn. Đây là đậu hũ của anh Tân mới đem lên. Còn đây là tái khóm. Giờ hai cũng không biết hay chấm với gì nữa. Em ăn nước tương không được. Tương ớt. Ai gì hơn. Dương lấy bún tiếp bây giờ. Chứ cái này chấm nước mắm, người ta rầy. Có này chấm nước mắm mới đỡ được. Ba gầy người ta nói không biết ăn hả? Ăn không được chứ. Có nước mắm chai á. Được. Nước mắm chai hả? Ừ. Nước mắm tâm chai là nước mắm tâm chai hay gì? Cái nước mắm làm bằng cũng đậu nành hay gì? Uh-huh. Rồi anh Tân Trang nha. Ủa, có nước mắm chai nữa anh Tân. Có nước mắm chai. Cái gì cũng có đồ chai hết trơn á. Nè anh Tân. Khách mà. Mẹ ơi, đây con đi qua. Con muốn ăn gì không? Mẹ cho con ăn thử nha. Nó không có ngồi ăn đâu anh. Nó chạy tới chạy lui nè chứ nó đâu cũng chịu ngồi chỗ. Con ghé cần tao. Ừ, chúng ăn thôi. Cho con cục ốc bớt con cà chai ha. Không, nó không, nó không biết ăn, anh đừng đưa. Trời ơi, không cho nó ăn quá. Nó không mua. Bây giờ cái ly nước á. Thôi. Nước ha. Chịu, nó cười cười chín chín. Không. Nó đã uống. Nè hai. Đây 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 hai. Giờ ăn Trang với gì ta? Mẹ ăn khác nữa. Khác nữa hả? Nước canh nước trong nhà đó. Còn uống cái gì? Canh nước trong nhà, còn ly nước này là của cậu Tân. Dạ được, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê, giờ mẹ làm cho. Mẹ vô mẹ làm cho chai ly Sigo uống ha. Em bé uống Sigo. Không, không, không. Chứ sao? Nước trong nhà nè. Cậu nè, uống đi. Rồi để mẹ vô mẹ làm cho cái nước khác nha. Đó của cậu Tân, đừng uống nha. Ăn thì tên, nhưng mà cái trái nhỏ nhỏ xíu thôi nha. Cái gì? Cái cục đá nhỏ xíu thôi nha. Cục nước đá nhỏ xíu phải không? Hả? Ok. Nhỏ xíu vậy. Ờ. Anh Tân với gì hơn với người qua ai ba người cứ tự nhiên đi. Ba người ăn tự nhiên đi, em chị cái liền. Ăn chứ. Không được. Đang thở hết sao? Ăn anh Tân. Con xin mời ông bà cô chú ăn bún. À, bà cái nhà xin mời ông bà cô bác ăn bún. Này sao? Vậy sao Trang không? Ủa gì? Thôi con chú con trai thì để vậy. Để gấp cái cục trước đi. Để Trang lên cho nó. Tưởng đâu qua không hả anh Tân? Chiên chút à? Chiên mình ướp cũng cũng làm sao mà gì? Đâu ướp gì anh Tân, có chà miếng muối à? Chà miếng muối à? Miếng ướp gì? Miếng muối, chà miếng muối với miếng tắc cho nó chiên nó giòn á. Nhiều người ta chà giấm hả? Em không biết, em không rành. Để ăn đậu hũ, anh Tân em thấy ăn đậu hũ ghê á. Thấy ăn bắp. Ừ. Chứ mới thịt lên. Chứ cầm hồi rất cầm hồi rất. Ủa con bé ở nhà em đi học cho anh Tân. Ừ, hai đứa đi học sao rồi. Đứa học lớp 5, đứa học lớp 3. Là nãy hết học online, bên bữa hôm học học online hả anh Tân? Ổng học là mấy ổng mới thấy không chất lượng gì đó. Ừ. Mới đổi qua học này. Chứ anh thấy học cái này không an toàn. Ừ. Trời ơi, trường cấp 3 lên trên ngã tư xanh đỏ anh biết không? Biết. Đi học á, cũng mấy đứa cũng bị quá trời luôn mà trên trường. Trường anh thấy anh định bị hết trơn. Ừ. Nghe nói trường hình thức. Như anh cỡ trường nào cũng bị hết trơn. Trường nào cũng bị. Có trường anh là nó nghiêm ngặt kỹ lắm á,
bảo vệ rồi cho vô lớp rồi là không có ra, thấy còn còn an toàn mà phụ huynh thấy sợ rồi. Giống như trường của ông Vi nè, cũng có mấy đứa bị nữa lớp của ông Vi á, nói chung là bị lây dữ lắm. Mà Vi học mấy lớp cô giáo không? Giáo với thằng Thái xong nghỉ rồi, phụ huynh ở nhà cho ngủ. Tại nghỉ lâu quá giờ phải cho học. Cái này mua nhà ta mới chiên được nè, chứ giờ mày trúng nái chiên một cái rồi. Nó uống sugar của nó. Em đâu cho nó uống nước ngọt đâu. Vậy lúc này là đổi ăn thịt heo không chứ đâu ăn thịt bò được hả? Thì bác sĩ cho tổ tiên cho ăn gì ăn đó. Khánh xin mời ông bà cô chú anh chị. Nước tương ăn được không? Được ha. Vừa ăn không? Vừa ha. Này không vừa, vừa vừa chế chế ra tốt, ăn mới ngon. Rồi em ăn không có gì trang rồi. Tắt quá chứ. Nước mắm. Nước mắm. Thịt nước mắm hả? Được hả? Nước mắm được. Nước mắm. Sợ rớt. Nó làm chi ngon ghê á. Anh ăn bún riêu ngồi chợ. Cũng ngồi cầm móc cạp vậy. Nhiều mà giờ giờ hết sức luôn. Ăn cái bà hồi em ăn rồi được. Ngồi ăn cạp. Ai ăn cũng vậy gì. Ăn cái cạp ha, cạp ha. Cạp á. Hủ tiếu cũng vậy nè. Bị nó nấu xương không nè. Cái gì vậy hả? Hủ tiếu hả? Tần cạp mới ngon chứ còn cái sắt sẵn mình đâu ngon đâu. Đúng rồi. Bữa nay là Dung thì bị bệnh không khỏe, mẹ Khánh cũng nhức đầu á, hồi tối ngủ không được nhức đầu cho nên là mẹ Khánh nằm nghỉ em nhẹ không có ra. Ở nhà mình ăn tự nhiên nha, cứ coi như là nhà của em đi. Hôm nay anh Tân nói được không? Cũng được, không bằng bữa Tết nha. Không bằng bữa Tết. Tết là mới du lịch nhất mà. Ví dụ nguyên một năm là cái ngày rằm hay ngày Tết anh bán nhiều nhất? Rằm với rằm lớn với cái Tết. Rằm lớn với Tết là hai cái là đều bán đắt hả? Kiểu này nè, hồi xưa là ta qua kiểu này nè, da nó vậy nè. Hồi xưa hả? Còn giờ? Giờ nó bay cốm rồi. Quay cốm là sao? Nó giòn rụm luôn. Sao nó giòn rụm à? Không biết ớt cái gì. Dễ hả? Với thức ăn nha. Cái món này là ngon phải ăn đó. Chung với lại nước tương nè. Ngon không? Cái nào ngon? Thịt heo. Cái món này là mình phải ăn chung với nước tương với lại tương ớt nó mới ngon. Mà Khánh á thì Khánh chỉ ăn được thịt heo thôi, không ăn được nước tương. Làm bữa nay ăn không có tốn bài. Anh Tân ăn được không? Mới ăn cơm rồi, dưới nhà mà chạy lên đây ăn cũng vẫn ngon. Ăn được rồi. Một lần anh chở đường, anh chở bao nhiêu ký mà chở nhiều giỏi dữ không? Trăm mấy ký à? Trăm mấy ký hả? Rồi nửa tháng chẳng lận không? Cái lần này nửa tháng với tháng chứ không. Tại nhà cũng còn chút đỉnh đó. Đâu để cho nó hết phải không? Mà giá cả nó hoài lên.
cái gì cũng lên luôn á. Nấm cái gì cũng lên. Chỉ có dừa là nó không lên thôi. Dừa nó sụp á. Dừa sụp. Có một cái sụp à. Ừ. Còn nhiêu lên trần. Cái đậu mà cái chảo sau là nó xốp. Xốp được luôn. Là ngon hơn phải không? Còn cái chảo trước á. Nãy dễ rồi. Dễ hả? Ừ. Sao kỳ không? Tại sao xốp, tại sao dễ? Ai biết. Nhưng mà anh chiên anh biết mà. Ví dụ đó cũng biết kiếp rồi. Chưa nghiên cứu được. Giò heo này Khánh chiên á, hồi nãy Khánh luộc xong rồi Khánh chiên. Thì giờ là nó không cứng quá, nó cũng không mềm quá. Đi ra giòn giòn. Hôm nay giờ cũng tính hỏi á. Cái giò bự vậy mà sao mà chiên chín. Ừ. Hồi đó anh đâu biết ăn. Hồi đó em để em chiên luôn, anh đâu biết. Rồi ra sắm ngay. Nó chỉ dạng da thôi chứ. Ừ. Thì ăn nước mắm mất ngon. Phải ăn nước tương mới đúng bài. Hai cục rồi đó. Ngon, ăn nữa đi. Chiên cái này còn đợi nón bảo hiểm nữa đó. Ừ. Anh đi không có văn không? Đó là như chiên da không à. Sao? Ừ. Hồi mới thì dạ. Nó dần dần chút xíu nó hết rồi. Anh Tân ăn mạnh mạnh vô anh Tân. Ừ. Tao này rồi cùng bữa cơm rồi. Hả? Tao này rồi cùng bữa cơm rồi. Tại vì mới ăn chứ. Ai kêu anh ăn ở nhà anh gắn chịu. Anh phải chờ, anh ăn ở nhà anh rồi thì anh cũng biết là em làm đồ ăn tên này rồi chứ. Đó là giờ là anh bị phạt ly đó. Đúng không? Thôi tự phạt đi. Cái đậu hũ này nè mà dùng thịt á, chiên mà cũng như chiên phải đây lấy cái nắp mình đậy lại, mình cho lửa riu riu. Nó mới chín hay gì? Nó chín trầm chứ còn nhiều người bắt nó chảo lên dầu thả vô. Ừ. Làm xè với da đậu hũ nó cháy. Mà tao không chín hả? Tao không chín. Đâu chín thịt. Không chín thịt. Nên nhiều người tính nó về chiên sao không chín. Cho nên giờ bao là mấy bà mua mà nhiều nó cũng chỉ còn mua ít không chỉ. Đáng cũng mánh đó ha. Mánh vậy nó biết về. Có bữa ngồi ép nhưng mà ngồi chơi bỏ chứ. Vậy là bữa đó không chơi mánh. Ừ. Giống như bữa tết vậy. Như 2000 mấy hả? Hồi sáng 2500, giờ 2000 hả? Ừ. Mà đỡ sao hồi sáng bán 2000 nhiêu. Lo sớm cho người ta mua quá chừng luôn hả? Mà trời bữa nay dịch mạnh bằng y như bình thường. Nên anh thấy lúc sau hơi chật yếu rồi. Lúc sau hơi chật yếu mới là anh là chứ. Bán đầu tiên mấy bữa lớn là ảnh la lắm. Ít la hả? Ít la lắm, ít mà lắm. Tại vì người ta lại ta mua rồi mình đâu có... Bữa nào ế là la dữ dội hả? Ế là la dữ dội mà có khách nào mới vô la ngay. Ừ. Chứ không không la quê chứ. La không ai mua hả? À. Thế hôm bữa đó khách đông á. Chợ Tết mà. Ừ. Mà chợ Tết năm nay mình để ý là nó thua, nó đồ dữ lắm. Ừ. Ở đâu cũng vậy. Đáng lý ra là năm nay em không ăn Tết luôn. Cục này nó dai. Dai, nó cục. Còn dai. Heo găng hay không găng hay găng ai găng gì hơn cắn được á. Găng hắn không dám cắn. Găng gì hơn chắc hơn găng hắn yếu xìu gì hơn. Ừ. Ủa anh Tân hả, anh Tân đi mua đường ở đâu? Nhà nhỏ nhà của gần tính ông ngoại á, chứ hả? Vậy là tháng sau ngày này anh có đi mua đường nữa không? Để em làm dấu. Để em làm là dấu lịch. Thì theo ấy chứ, tôi biết. Anh đây còn không biết mà. Mà nghi tháng sau chứ anh Tân đẻ quá. Anh Tân mới nói. Anh Tân mới nói. Chạy chậm, né ha. Chạy chậm.
tầng. Rồi, anh tự nhiên lắm. Sẽ bữa hổm vô nhà con Lâm mà. Ngồi uống nước trà, hôm nay để cậu ra sao cho cậu tắm rồi đi, đi chơi. Dựng thêm hả? Cái còn dựng 3, dựng 4 vô. Khách vô anh tiếp luôn hả? Cái anh nào thì sao có thấy mấy ly á. Ừ. Rõ ràng là mời mấy ổng mà cũng hơi ngỡ ngàng á. Nó ủa sao này. À đây hả? Nhớ cậu Lâm đâu có con gái đâu hả? Ừ. Sao mà lọt ra thằng này. Con uống là nó dốc một hồi. Dựng ba ổng đi, tôi mượn mình cái này. Tụi là cậu gió tao đây. Thiệt đó hả? Ừ, cậu gió ổng. Anh cậu gió ổng không? Cậu gió luôn. Cậu gió rồi cái móc. Có gài ổng không? Hả? Có gài ổng không? Không, không có gài hay không mà móc hay thuốc đưa ổng viên. Thuốc lắc hay gì? Uống cái ổng. Thuốc lắc hay gì? Lên. Cái ly anh chưa uống chưa kịp rót. Ổng rót luôn. Chết cái mạng đó không? Lên sao? Chỉ anh rót để cái ly bia mới vừa. À có nghĩa là anh nói là ổng bị bệnh, ảnh nhờ anh cạo gió, tới hồi anh cạo gió xong rồi thì tới uống bia thì ổng uống dữ hơn anh. Không. Uống bia cái ổng kiểu như thì chung là cái anh lo nói chuyện xong rồi cái ổng thấy cái ly không á, ổng ngồi cái rót vô. Cái bên kia chị Châu, nãy thấy chưa? Uống mà nhỏ mà để cho người lớn rót. Chị phạt. Bả mượn cớ mà đặng tân cắn cục nó anh tân. Thôi như được rồi. Cục nó ơi. Cắn cục nó ơi. Tao cảm thấy chắc nó hồi tới chiều luôn á. Ừ, không sao đâu. Cầm ở dưới lên. Đi xa rồi ăn nhiều đi. Về tới dưới coi như là nó sạch. Ấy mà nãy quất cũng hết vô cơm rồi đó. Quất vô cơm hả? No quá. No có 2 cục à. Sao mà ăn cục da? Ăn nổi. Anh bỏ qua đây. Vậy ta xương để bàn. Ừ. Ăn tự nhiên đi anh ta. Trời ơi, không có gì đâu, tự nhiên. Hôm nay cậu Sơn khỏe không anh Tân? Khỏe, ngày nào cũng nhậu đều đều. Ốc ba khỏe không? Ba cũng khỏe. Có lúc nó cũng hình như bị không biết F1 hay không. Cái F1 quá. Thì ăn chí nước mắm thiệt là hết ngon, mất cái vị ngon luôn á. Đúng rồi, tại vì cái dầu mỡ là nước tương, chí tương ớt là ngon nhất. Đấy hả? Bây giờ sống chung dịch nè, ai bệnh thì trị hết người đi nữa. Có gì đâu. Sợ người già lớn tuổi rồi. Ừ, già lớn tuổi đó. Mẹ anh cũng khỏe hả? Dì Út. Dương Út. Đây đây à. Ủa, anh làm tăng gia chưa? Chừng nào làm? Ủa nhà anh thi xong rồi hả anh Tân? Sao mà nhỏ xíu à? Nhỏ xíu à, có 180 mét vừa. Ủa rồi anh ngủ không? Nhà mới hay anh ngủ nhà cũ? Nhà cũ. Để em biết đường em vô. Mà nhà anh ngủ chuồng heo nhiều hơn. Anh giữ heo hay gì? Quá ngủ thoải mái. Ủa anh Tân, nhà mới là xây ngay ở nhà đó luôn không hay là xây chỗ khác? Cái sân ngoài trước á. Ở nhà cũ rồi để nguyên. Ủa mà anh còn nuôi heo không? Còn. Hình như là năm giống như là giờ nào trong chuồng anh cũng phải có heo phải không? Có heo. Vẫn đang sát đậu phải không? Sát đậu. Lời cái khúc đó anh Tân. Thì đó đó. Nhiều người lỗ mình mới vừa về. Chứ không cũng cầm thỏi đỏ thấy bà luôn. Sát đậu cho gà cho vịt được ăn cũng ngon. À. Mà gà cực hơn heo không? Gà cực hơn heo. Anh Tân lấy bún nữa anh Tân. Ôi được rồi. Lấy bún nữa rồi. Để anh ăn tự gấp. Đau quá. Dưới làm một vô con. Mỗi đó bị lớn rồi nè. Mà bự nha. Mỗi lần mà anh ra heo á. Làm. Làm cho lái hả? Lái đi như Phú Quốc. Cái dạng xa không chứ không bán gành. Sao vậy?
bán gần á mình lỗ như một tạ 2-3 năm ngàn. Không ngộ không? Ừ. Bán dặn thới hay nhặt mấy chợ xung quanh thôi là nó phải bắt buộc nó rẻ hơn. Chứ nó bắt kiểu như là 2 con, 3 con gì đó. Ừ. Còn mình bán cái con lái nó lợi như cái chuồng đó chừng 20 con nó chút cái một á. À, mà heo nhà của anh chắc ăn ngon á. Ừ, tại thì đó, ăn khắc đậu. Ăn khắc đậu, ăn chay không à? Ừ, ăn chay. Đồ hủ này nè. Ăn chay có mỡ gì cho nó nghe không ta? Có mỡ kinh à. Vậy đi ra Phú Quốc được đi du lịch xa xa gì luôn hả? Thì cái dạng mấy thằng đó nó đi tay cò trong này, cò trong này rồi nó mới chuyển qua thằng lái. Ừ. Lái nó đi không chứ đâu có. Ở cái lúc nó bắt mình tắt ráp nữa. Uh-huh. Ừ, lái đỏ lãi đâu á. Rồi đi cái nào vô đó? Thì xong nó cài nó giờ vòng xuống tủ chiên rồi nó vô. Uh-huh. Ừ. Ăn nó ngồi vỏ lãi mới lạnh. Để vô gần tới thì nó không biết đường á. Ừ. Thì nó mượn mình chỉ. Ừ. Mà đi cái dạng vỏ lãi á, mấy năm trước mấy nói chết heo vậy. Lật á hả? Kiểu như nó heo mà nó không có bỏ bội á. Ừ. Cái nó giải lật hả? Cái nó giờ nó chạy nó dồn cái chuyện. Còn khúc sau nó bỏ bội cũng chết thấy bà luôn ra. Ừ. Xong dập á. Ừ. Sống á. Chết mà có vớt được heo không? Hay mất luôn? Mất luôn chứ tại vừa rớt xuống rồi dân chài nó lụm liền. Uh-huh. Như chục con thì cũng phải mất rớt 3-4 con. Uh-huh. Không mất nữa. Tiếc là nó giờ đi tải. Uh-huh. Đi tải chắc ngon hơn. Hồi đó nhà anh nuôi gần mấy chục heo luôn hả? Thì ra lần chục hay chục chứ không là nhiều. Uh-huh. Mà năm này ra nhiều cái lần chục vậy đó. Nhà hai anh nuôi mấy tháng? Thì heo, con heo mà như mấy năm trước á, mấy năm trước thì 3 tháng, 4 tháng. Hồi hôm sau cũng nuôi lạng em. Uh-huh. Có 2 tháng rưỡi rồi. Uh-huh. Có tay nuôi dữ rồi. Ừ, mà không nuôi một lần rồi cái không nghỉ rồi, lời quá cái nghỉ. Mày heo mà lại 5 triệu, là lúc đó ăn cây vàng. Uh-huh. Bằng 50 triệu, 70 triệu giờ vậy. Uh-huh. Ăn anh Tân. Thôi, để nó hấp như là ha. Làm cho cơm hơi nhiều thì mà cái này nãy giờ cũng nhiều rồi. Anh này cái đẹp nấu nhiều chứ ăn hết đó. Anh có bầu anh phải gán ăn nhiều nhiều vô. Hết sức. Đồ hổ chiên nãy giờ còn nóng không nè ba? Trời chơi à. Thiệt chơi. Hả? Thiệt giỡn. Thiệt mà. Ừ. Còn ấm ấm. Mà đậu hủ của anh Tân á. Ăn ngán thiệt luôn á. Đợi béo. Đợi béo. Ừ. Cái này béo chất nữa. Lượng. Hai cái béo nữa. Mà đậu hủ của anh ăn chắc bữa lượng. Bữa giờ mần được nhiều Tân. Như cái miếng này nãy vậy á. Là con mần như mấy ngày bình thường là 500-600. Ừ. Còn mấy bữa chai tỉnh lên thì 1000 mấy. Còn mấy bữa thạo mà... bữa em nghe em hỏi anh nói ngày anh bán 10.000 20.000 miếng. 10.000 20.000 miếng là cái đó là hai bữa cơm đợi. hai bữa tại vì mình nấu cái một cái rằm. Cái rằm là như rằm lớn, nhỏ nhỏ thì đâu giữ được. Ủa anh Tân rồi anh Tân ra chợ á, anh Tân bán ngoài chợ là bình thường một ngày anh Tân bán được bao nhiêu miếng? Cái đó hên xui. Tại vì lý do mình bỏ mối rồi á. Còn nhiều mình chỉ là bán cái lẻ thôi không? Bán cái lẻ, bán lẻ cái lẻ thôi. Nhiều khi ngồi đó bán chừng 100-200. Cái mấy bà cái ổng mình bán gì xong dữ lắm. Bán gì sao dám ăn hả? Ừ, sao đủ ăn. Ừ. Ừ, cái khó quá. Mấy bà không biết phải không? Không biết. Mà tại chừng... vì giao mối là giao tại nhà. Tại nhà. Có năm mình đi xe tải là mới. Ừ. Ghê vậy? Mà rồi lúc sau dịch này nên ta bớt rồi. Bên nghe thấy ham quá, chắc bữa nào em phải chuyển qua cái nghề làm đậu hũ em bán quá. Trời ơi. Đó nữa. Nãy em biết nó dâu bớt cái gì.
thiệt á. Em nghe em ham là em bắt chước em làm liền luôn. À, chứ hồi thời mẹ nhiều người ta giật mối dữ lắm à. Uh-huh. Chịu không nổi. Chịu không nổi là ai chịu không nổi người ta hay là người ta không chịu không nổi anh? Ta không chịu nổi anh. Dạ anh dữ lắm hả? Dữ lắm à. Uh-huh. Hiền dữ lắm trời. Nhất trời. Không ai hiền lại hả? Không ai hiền lại nên mà chạy cái tí. Anh sợ nữa. Ăn khóm đi, ăn khóm anh ta khóm ngọt anh ta ăn khóm đi. Thì bước qua đây đi. Làm miếng đi. Không đi con để đây. Để qua đây đi. Nè để làm chén nước mắm nè. Chị Hương ăn miếng gì hả? Qua giống. Làm miếng đi. Người làm miếng gì hơn gì hơn? Ăn cái này không có rắc lưỡi. Không nó không ăn. Rắc lưỡi ngồi lấy mình chảy chà. Hết giá à? Ừ, nghe rồi. Hàng cái đít hàng lên đó. Ừ, nghe rồi. Hồi sáng cái anh bán khóm, em kêu là khóm này đâu vậy anh? Anh nói là ở Tân Phước. Em hỏi ngọt không? Anh nói ngọt. Nói ngọt, ngọt vậy ngọt. Anh lựa cho em tới nào ngọt ngọt không? Tân Phước có vô lần, ba bốn lần chứ. Vô khúc tại gia nữa. Khóm này nguyên cái đồng khóm y như đồng lúa. Ừ. Hết biết luôn. Mà đất cũng tỉnh chứ có tầm tầm khóm với lại tầm cái gì bạch đàn, bạch đàn với cái gì nữa tràm. Ừ. Ừ, chỉ có nhiêu đó thôi. Ốc phèn mà tầm khóm ngọt ngay vậy. Đó là bàn bàn chua luôn á. Khóm chịu đất đó hả ta? Phèn mình nhìn ở tên bờ mà nhìn xuống đáy dũng mà tông dắt luôn á. Cá bơi qua bơi lại thấy thấy tơ luôn. Lúc đó anh có lên đảnh mấy lần là lý do có bà bám nước lạnh. Tuy bệnh nước lạnh. Mình cũng thầu xe lên đỉnh. Bà lấy nước bà tạt vô mặt hay gì? À không, bà cho con trai gì về uống. Bà uống hết bệnh không? Không biết, mình đi trời ơi. Cái lộ có thấy sao thôi. Cái xe lúc anh chạy 50 của anh hai á. Mình chạy không nổi luôn á. Chứ không dám đi xe này luôn á. Tại vô đi lúc đó là lúc tại giam. Ừ. Đâu dám đi xe tốt mà người ta tốt là nó ăn khớp nó không khớp đâu. Ừ. Đi xe của bắp đi vô vô rồi là nó mắc lầy rồi mà dẫn thời hơi đẩy. Nhưng mà cuối cùng anh có thấy hết bệnh không? Thì để cho vui vậy chứ mình đi dẫn đi thầu xe rồi vô với người ta thôi chứ đi chơi chứ có bệnh hoạn gì đi. Ừ. Để đi cho vui mà cho biết có bạn. Ta đi cũng mất chứ gì vậy hả? Đi vậy hả? Vui. Thì ví dụ đi bệnh viện cũng không phải anh cũng đi hả? Cũng có mà cái đó cũng có thuốc thuốc gì bọc bọc vậy nè. Ừ. Anh cũng đi cho vui. Ừ. Chỗ nào vui là anh đi hả? Vui đi à. Thì cho biết ra bà tắm nước lạnh mà bà đặt tiền kêu bằng bà tắm nước lạnh hả? Ừ. Nước đó bà múc đâu? Anh không biết anh em. Không biết luôn á. Anh về nước anh không dám uống luôn á. Vậy sao em về? Thì cũng xách mấy con trai thì cho bà quẹt quẹt ha, mình đem theo. Uh-huh. Mà bà về bà chấm trong cái tay bà không có rửa rái gì trơn bà chấm. Uh-huh. Thì anh về rồi rồi không dám chút miệng thôi. Uh-huh. Ừ, về đi rồi về bỏ chứ rồi nhiều người á chát theo bình 30 lít. Uh-huh. Rồi anh ngồi anh cười chết thì sống thấy vui đọc thì chứ trị bệnh bằng nước lạnh. Uh-huh. Mà nhà nước thì mà dây bắt hoài luôn. À. Mà người ta vẫn đi. Ừ. Mà không biết trị hay không sao người ta đi hoài vậy. Trời ơi chắc mình mà thường thường á gì hơn mấy người ở xa tới mà thường thường vậy á. Đúng rồi bao ở xa không chứ ở gần là ta không tới. Ở gần sát bên ta không trị. Đúng rồi thường thường vậy á. Thì không hay thôi không hay gì tới người ta đâu có trị. Mấy người ở xa nghe đồn đồn tới ở xa thì nghe đồn mà đi ở xứ rồi ha. Là đi mấy chục lần luôn á. Ừ. Có ông kia bị ung thư. Ừ. Mà hết không? Hết. Nhờ uống nước đó đó hả? Ừ. Ừ. Hết đời. Vậy hả? Ừ. Chỉ bữa nào anh thấy mà ai bị bệnh vậy thì anh chỉ lên đó. Ừ. Cho nó nhanh hết. Sao này không biết làm sao bà ẩn núi ra nó tiêu rồi mất danh mất luôn á. Ừ. Không cần tay giam á. Ừ. Bà đi ha, đi chân không con cũng dân gian cũng dân tên núi à. À. Ừ. Mà bộ tên núi anh đi chân không hả? Dễ dàng vậy trên núi đâu bán dép đâu 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 sổ dép rồi nên ta đi chân không. Trời ơi vậy mà ta đi quá ta đi luôn. Ừ. Đi
cũng lúc. Vậy mà cũng có anh nữa ha. Cũng có. Vui. Đi vô thử mà. Để cho biết. Đi theo xe đó. Tính anh cũng nhiều chuyện thiệt chứ. Nhiều chuyện mà. Em cũng có đủ nhiều chuyện chứ. Ơi, hồi sáng này nè, cái bà bán bắp bắt đầu tại vì bà gửi bắp cho anh á. Thì cái anh bà lại mới lấy bà gửi rồi anh lấy tiền giùm bà luôn. Bà nói mày sao thấy cái quỷ gì cũng có mà con mặt mày đó. Hôm qua hôm kia gì đó bắt điện thoại lên thấy mày trống. Trời ơi, nó chỗ nào đông vui chen vô. Thôi chết rồi. Ủa. Thì cái bà tám đó tại là đi cũng lúc là không mà nghe đồn cái ông đó ở xóm anh á là bị ung thư nhưng mà về ông ngưng uống thuốc tây luôn á, uống lạnh mà như không nhức không đau gì á. Mấy mần heo mừng. Mấy ông mừng nó mấy tháng sau. Cũng mấy tháng sau nữa nha. Thấy treo cờ nó rồi hết bệnh rồi đó.